Chào lại tất cả anh em ha. Nay mình tiếp tục giới thiệu với anh em mấy con máy một chân một bánh à. Lên luống xới đất, vừa lên luống vừa xới đất nha anh em. Giới thiệu sơ sơ anh em cái tính những tính năng quan trọng của nó. Cái con này là cái tay này mình bóp nè, bóp mình lên xuống cái độ cao cũng như mấy con máy khác thôi. Độ cao của tùy theo thích hợp của mình khiển. Còn này mình muốn quay, mình muốn đảo chiều á cũng vẫn được đó. Đảo chiều mình xả cái đó ra, mình quay ra sau, quay ra phía sau, quay xong thì mình siết lại, siết chặt lại. À, lúc đó mình tạt luống, mình lên luống, mình muốn đảo chiều mình lên luống đó. Hay là sao cho nó thuận lợi đó thì mình cứ làm đó. Cứ vậy làm thôi. Rồi cái mình siết lại là nó chặt lại đó, vậy là chặt rồi. Còn mình giới thiệu con máy này. Máy này nó là của hãng Kawasaki đó, con máy đứng của hãng Kawasaki. Máy này còn khá đẹp nha anh em, chất lượng nó nói chung là còn còn cũng như nói chung là cũng chất lượng rất cao. Bên trong nó còn còn gần như máy mới luôn. Này là cái e kéo ra kéo vô thì anh em biết rồi đó, nó đóng e mở e. Còn cái khóa xăng thì nó nằm ngoài trước đây. Lúc anh em chạy ngựa hoạt động thì khóa xăng lại. Còn cái công tắc nó nằm ở đây. Động cơ của con này là 4 chấm nha anh em. 4 PS đây. 4 chấm. Xăng của nó còn rất đẹp. Nói chung là máy, nói chung nó có làm sao thì mình nói như vậy. Còn cái dây này thì mình xem coi nó báo xăng, có nghĩa là mình coi cái mức xăng ở trong nó còn nhiều hay là ít đó. Còn hay hết vậy đó. Còn mình cái này là nó thiết kế cái này cũng rất hay. Cái này nè, bình xăng nó là nó về. Mình tháo ra chi tiết cho anh em xem ha. Em xem kỹ, nếu mà phù hợp thì gọi cho mình. Nè, mở ra, mình muốn tháo bugi thì nó nằm đây. Đó. Rồi cái mình văng ra. Chỉ siết lại thôi. Nó thiết kế rõ ràng. Còn cái này thì cái hộp này từ dây cu do nó chuyển qua hộp số thôi. Còn này phần tăng dây cu do. Nè, ở đây nhìn thấy nè. À, qua 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 đây thì quay vô đó là nó, anh em nhìn thấy nè, nó bóp bóp dây nè, bóp cái tay này thì cái dây cu do tăng lên, còn mình buông xuống thì nó sẽ ngắt, nó dùng lại, nó không có quay qua hộp số. Còn cái này là nó hai cái bánh này nó đi hai số, có nghĩa là ba số chứ, một số lùi, một số cái bánh lùi lại. Qua đây thì nó sẽ lùi lại, còn mình qua bên đây hai mức, một mức thì nó chậm, một mức lẹ. Hai số tới, hai số lẹ cũng như mấy cái dòng khác thôi, nhưng mà nó thiết kế kiểu khác thôi, chứ nó không có hoàn toàn cái chức năng nó giống nhau hết. Còn cái này anh em cho nó đi lùi tẻ lên, mình chỉ giới thiệu như sau thôi, mình khởi động thực tế cho anh em xem là cái lưỡi nó quay hai chiều. Nó anh em muốn quay ngược như vậy thì tạt luôn lên luôn, còn anh em muốn xới thì anh em quay tới. Nói chung là muốn muốn làm cách nào cũng vẫn được, thì cái nào mình thấy vừa thì mình làm thôi. Còn một bánh này là một bánh sắt, nhưng mà đặc biệt, nếu mình nói chỗ đặc biệt, một bánh sắt này nó khác hơn một bánh sắt kia là nó chỗ này, có nghĩa là bánh này bánh một chống lún, anh em thấy không, nó có cái gờ dưới này, nó tới đây thì nó sẽ không lún nữa. Bên đây cũng vậy nè, nó thiết kế
thiết kế chống lún hai bên và nó đi nó vững vàng hơn, nó vững hơn. Anh em xem kỹ giùm ha, thấy phù hợp thì anh em gọi. Còn anh em muốn biết cái giá con máy này chắc chắn nó sẽ giá nó rẻ hơn nhiều so với những con máy mình vừa đăng hôm hôm qua là đăng trước con này. Rồi nó chỉ là đơn giản vậy thôi. Nè, anh em mở công tắc ở đây là dịch chưa, mở qua phía trong là có chữ on đó. Má chạy rất nhuyễn. Đó, nè, để mình khởi động cái bánh cho anh em xem. Cái này nè, gạt qua đây. Nó cái bánh nó đi lùi, anh em thấy không? Cái bánh nó quay đi lùi. Cái này cứ tới nè. Đó. Tới, tới. Đó là nó lẹ đó. Chỗ này chậm nè, anh em thấy không, nó chậm đó, còn đi lẹ, muốn đi lẹ thì anh em kéo qua đẩy xuống luôn là nó bánh nó quay lẹ, muốn cái đó mình muốn xế lẹ. Để em chạy ra lên ti cho anh em xem nó dễ. Còn cái lưỡi nè, anh em muốn quay ngược đó là lúc đó nó đang đi ngược chiều với cái bánh đó. Còn em muốn đi tới thì anh em gạt lên nè, đó gạt lên thì nó sẽ đi tới, đi tới. Mà lúc đi tới này anh em phải đổi cái lưỡi này qua phía bên kia cho nó chém xuôi, anh em chắc hiểu mà. Vừa rút chốt này ra thôi, rút chốt ra rồi anh em đưa cái bên đây qua bên kia là nó sẽ đánh chui lại, nó sẽ chứ để vậy nó sốc lưỡi. Còn cái lưỡi để chiều này thì mình chỉ cho nó ngược kìa thôi đó, nó vậy đó. Còn cái phần này thì cái dè của nó anh em muốn cao thấp gì đó, muốn đất nó rớt chỗ nào thì mình chỉnh nó thôi. Còn cái chân này thì để mình chỉnh cái độ sâu cạn của mình, muốn xế sâu cạn gì đó mình cứ chỉnh cái thanh này, cái thanh chân chịu chân chóc. Này là luôn nó đã lắm, nói chung là nó đặc biệt là cái hộp số này nó rất bền. Máy này rồi máy này anh em thấy không, nó còn rất đẹp, nó chưa có bị gì hết, sơn riêng vẫn còn hết. Nghe tiếng máy không bị lỗi, không bị lỗi, chưa có miếng khói miếng gì hết. Nó nói chung máy còn đẹp lắm. Nó còn anh em cứ xem kỹ, mình quay rất kỹ cho anh em xem. Còn anh em nào mà chưa rõ thì cứ gọi Zalo, anh em nhớ gọi giùm mình chứ anh em đừng không nên nhắn tin ha, mình cũng nói nhiều lần có nhu cầu anh em cứ gọi. Con máy này thì rất phù hợp với nhiều người với cái tầm giá của nó, nhưng mà mình xin phép mình không có báo giá ở đây. Nó lu bu lắm, nó phức tạp lắm. Cái người mà làm ăn đàng hoàng thì nếu người ta không thấy phù hợp thì người ta không mua thôi, ta không có ngó tới. Còn những người hay lo chuyện bao đồng là những người đó không phải là dân làm ăn, cho nên mình không có báo giá là vậy, lên bình luận lung tung nó mệt mỏi lắm. Thì anh em có nhu cầu thì cứ gọi. Rồi mình tắt máy nói chuyện.
À, anh em có nhu cầu thì cứ gọi thật trực tiếp cho mình, còn được không được thì cũng là trao đổi giao lưu cho nó vui, cho nó nói chung là nói chuyện qua lại cho nó có cái tình cảm tình người với nhau cho vui thôi, chứ không phải mà gọi là phải mua hay là gì hết đó. Còn những anh em mà anh hùng á, anh hùng bàn phím á, thì thôi mình bỏ qua một bên đi đó. Nếu mà muốn mua thì tìm chỗ khác mua, mình không thích những người như vậy cứ lung tung rồi không có hiểu cái gì cứ nói hỏi chuyện không đâu vô đâu hết, là mất thời gian với nhau. Nó có rảnh quá thì tìm tìm ai rảnh thì chat chiếc, chứ mình thì mình bán máy đậu máy móc mình làm ăn đâu đó rõ ràng, chứ không có cái kiểu mà lung tung rồi xàm xàm nó khó chịu lắm. Mình nói vậy. Còn anh em nào mà nói chung là nhiều anh em tốt, anh em làm ăn thì mình cũng rất hoan nghênh đó, mình cũng 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 mong muốn anh em được cái con máy phù hợp để cho công việc của mình, cho cái làm ăn nó càng được phát triển hơn, nó mong muốn nó được phát triển hơn thôi, chứ mình cũng không có mục đích, mình là vậy chứ mình không có cái gì. Còn ở mục đích anh em nào cái chuyện gì đó thì nó không đúng cái nhu cầu của mình đó, thì không nên là theo dõi để làm gì, hay là không nên hay thì đi kiếm cái gì nó phù hợp với mình hơn á, chứ mình đừng có ấy. Mình cũng gặp nhiều cho nên mình mới nói vậy. Nhưng mà con người mình sống trên đời nó không có được đàng hoàng thì chắc chắn cuộc sống nó không sẽ không phát triển được, cho dù anh em ở đâu. Thì mình nói thế, anh em cứ 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 suy nghĩ coi đúng không, mình cứ làm cái gì mình làm gì mình thấy được thì người ta sẽ thấy được. À, nói tóm lại là vậy. Thí dụ mình làm cái gì, thí dụ mình ngược lại người khác làm như vậy với mình có chịu được không? Nếu mình chịu được thì mình hãy làm, mình hãy hả tỏ vẻ cái phong cách như vậy cho người khác đó. Mình cứ cứ nghĩ đảo chiều lại coi đó, thì coi được thì cứ làm đó. Thì nói tóm lại mình chia sẻ chút xíu vậy thôi, chứ mình không có phải là dạy hay là gì ai, anh em đừng hiểu lầm, chia sẻ để cho xã hội nó tốt hơn. Còn nói tóm lại vấn đề chính cái máy này thì anh em cũng đã rõ cái chức năng đó, còn không rõ nữa thì anh em cứ gọi Zalo cho mình quay rõ lại cho anh em xem, đồng ý thì mình sẽ gửi chốt cái con máy này cho anh em. Máy này công suất 4 ngựa mà cốt nó lại là cốt chiền nha anh em, nó chiền thì nó sẽ tăng công suất lên gấp đôi, công suất nó mạnh hơn. Rồi sau cùng thì mình cũng chúc cho anh em luôn vui vẻ, luôn làm ăn phát tài phát lộc ha. Nói chung là cuộc sống ai cũng mong muốn cho mình tốt đẹp hết, thì mình cũng vậy, mình cũng mong cho anh em được tốt đẹp trong cuộc sống. À, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em cái clip sau ha.